bây giờ chúng ta để thì giờ cùng suy gẫm học hỏi lời Chúa với nhau. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục để học trong sách Tiên tri Daniel. Tôi xin được tuyên đọc lời của Chúa được chép ở trong sách Tiên tri Daniel đoạn 6 câu số 10. Khi Daniel nghe rằng chỉ dụ đó đã ký tên rồi, thì về nhà mình, những cửa sổ của phòng người thì mở những về hướng Jerusalem. Tại đó cứ một ngày ba lần, người quỳ gối xuống, cầu nguyện, xưng tạ trước mặt Đức Chúa Trời mình như vẫn làm khi trước. Daniel về nhà mình và mở cửa sổ hướng về Jerusalem và cầu nguyện mỗi ngày ba lần, nài xin với Đức Chúa Trời. Hãy đóng cửa và mở cửa là cái tiêu đề của chúng ta sẽ cùng nhau suy gẫm dựa trên câu chuyện của tiên tri Daniel. Kính thưa Hội Thánh, nghiên cứu các lời tiên tri liên hệ tới thời kỳ cuối cùng này quả là một trong những cái điều rất là cần thiết đối với chúng ta. Và nó sẽ đem lại cho chúng ta có một cái nhãn quan thuộc linh, một cái nhìn đức tin. Và chúng ta có thể thấy rằng sách tiên tri Daniel là một trong những sách tiên tri rất là đặc biệt. Và nếu chúng ta kết hợp với sách Khải Huyền, chúng ta có thể nói rằng sách tiên tri Daniel là sách Khải Huyền của Cựu Ước, còn sách Khải Huyền của Tân Ước chính là sách Daniel của Tân Ước. Cho nên hai quyển sách này kết hợp một cách rất là chặt chẽ ở trong cái sự mặc thị thiên thượng của Đức Chúa Trời, trải dài trong suốt thời kỳ mà Thánh Kinh gọi là thời kỳ các dân ngoại, và nó trải dài suốt 2600 năm. Bởi vì chúng ta đã biết sách tiên tri Daniel được viết khi mà Daniel đã bị bắt đi làm nô lệ cùng với nhiều người Juda khác bởi đế quốc và hoàng đế của Nebuchadnezzar vào năm 606 trước Chúa. Chúng ta cứ 600 đi, lấy con số chẵn cộng với 2000 năm của thiên niên kỷ mới của chúng ta, phải không? Thì là 2600 năm rồi. Và những lời tiên tri mà Chúa đã khải thị cho Daniel để viết lại đó thì nó kéo dài từ thời của vua Nebuchadnezzar, được coi như là khởi đầu của thời kỳ các dân ngoại, và nó kéo dài cho đến tận thế. Và mặc dù những chi tiết ở trong sách tiên tri Daniel á, thì chính yếu là nói về cái thời kỳ này, tức là bắt đầu từ hoàng đế Nebuchadnezzar của Babylon cho đến khi Chúa Giêsu ngài đến hoàn thành chức vụ, qua sự chết, sự sống lại, sau đó thì ngài thăng thiên, và còn tiếp nối theo về cái thời kỳ niên đại năm 70 sau Chúa, khi thành Jerusalem bị tàn phá và toàn thể dân Do Thái sau đó đã bị tản lạc ra khắp nơi ở trên thế giới. Và những lời tiên tri khác nữa từ đoạn 2 qua cái pho tượng mà Chúa đã bày tỏ cho vua Nebuchadnezzar và được giải luận bởi tiên tri Daniel, cũng như là cái sự khải thị tương ứng như vậy nhưng mà sâu nhiệm hơn ở trong đoạn 7 riêng cho tiên tri Daniel, tức là dành cho dân sự của Đức Chúa Trời là những người có đức tin, qua hình ảnh của những con thú. Và ở đây nó cũng liên hệ tới Antichrist, từ tiền thân của Antichrist, và nó ứng nghiệm vào năm 70 sau Chúa cho đến về sau. Tuy nhiên ở trong sách tiên tri Khải Huyền á, thì sứ đồ Giăng đã được Đức Chúa Trời khải thị để nói rất là nhiều về thời kỳ cuối cùng trước khi Chúa Giêsu ngài trở lại. Và chúng ta có một cái đặc ân rất là quý báu, bởi vì chúng ta được sống trong những ngày hay là trong một cái thời kỳ mà chúng ta có đầy hy vọng rằng Chúa Giêsu sẽ tái lâm, và chúng ta có thể sẽ không phải trải qua sự chết mà được ngài biến hóa thân thể của mình và được sự cất lên. Cho nên đây là một cái thời điểm
mà ngay các thánh đồ vào thời xưa họ cũng chỉ trông thấy cái điều đó từ đằng xa một cách mờ mờ, và họ không có cái cơ hội như chúng ta có ngày hôm nay. Vì vậy xin Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta ai nấy đều có một cái sự tỉnh thức trong đời sống đức tin của chúng ta, và khá sửa soạn mà gặp Đức Chúa Trời người. Đó là điều mà lời Chúa nhắc nhở chúng ta. Trở lại với sách Daniel, riêng ở trong đoạn 6 thì ghi lại cho chúng ta đến thời điểm này đó, thì có lẽ là tiên tri Daniel ông khoảng chừng 85 tuổi, có khi là 90 tuổi nữa. Ông đã sống rất là thọ, và Chúa đã sử dụng ông từ khi ông còn là một cậu thiếu niên, từ trong số những người Juda bị bắt đi làm nô lệ ở tại Babylon. Có lẽ vào khoảng 15 tuổi khi mà sách Daniel đoạn 1 đã ghi lại đó, cùng với ba bạn Hebrew khác, là những người mà đã được Đức Chúa Trời Ngài dùng vua Nebuchadnezzar tuyển chọn họ vào trong cung để phục vụ. Và chúng ta cũng thấy rằng điều đó nó thể hiện họ là ánh sáng giữa thế giới rất là tối tăm. Và họ đã có một đời sống đức tin và một sự trung tín kéo dài. Và chúng ta biết riêng tiên tri Daniel á, thì ở tại xứ Lưu Đày, ông đã trải qua bốn thời kỳ của các đế quốc lần lượt dấy lên. Và ông đã chiếm giữ những cái vị trí rất là cao trong nền chính sự của các nhà nước, của các đế quốc đó. Thứ nhất là đế quốc Babylon, thời của hoàng đế Nebuchadnezzar, rồi tới Belshazzar. Rồi chúng ta thấy tiếp theo nữa, đến ở đây trong đoạn 6 thì nói đến thời kỳ của đế quốc Medo Ba Tư được dấy lên. Thì vua của Medo Ba Tư lúc bấy giờ là Darius, đó là điều chúng ta sẽ học tới. Và lúc bấy giờ thì ông đã khoảng 85 cho đến 90 hoặc là hơn nữa. Và sau cùng thì ông cũng đã bước sang để phục vụ ở tại đế quốc Ba Tư dưới thời của hoàng đế Siru. Cho nên bốn thời kỳ khác biệt nhau đã được dấy lên các đế quốc ở tại khu vực đó: Babylon, Medo Ba Tư, rồi Ba Tư, qua bốn đời hoàng đế. Thì chúng ta thấy rằng đó, Daniel là người được ơn của Đức Chúa Trời và được các chính quyền của dân ngoại nhận biết được những cái đặc điểm nổi bật ở trong đời sống của Daniel. Và bởi đó họ đã trọng dụng ông. Mặc dù điều đó không phải là một điều dễ dàng, mà ông đã phải trải qua rất là nhiều những cái sự bắt bớ, tìm cách để hãm hại, trải qua trong suốt thời kỳ của các hoàng đế trước đó cho đến thời của Darius. Và chúng ta đã thấy được lòng trung tín của tiên tri Daniel. Ông không phải là một người mà thời thế tạo anh hùng đâu, nhưng mà thời thế giúp cho người anh hùng được bày tỏ, hay là được người khác phát lộ ra các anh hùng từ khi còn là một thiếu niên, và đã giữ lòng trung tín của mình trải dài cho đến trọn cả cuộc đời của mình ở trên đất này, đặc biệt là ở giữa vòng dân ngoại. Cho nên đó là một bài học cho chúng ta, để chúng ta dù ở tuổi nào, tuổi của thiếu niên đi nữa, hay là chúng ta đã ở tuổi rất cao, không có một cái sự hưu hạ nào dành cho những người cao tuổi. Một khi chúng ta là người của Đức Chúa Trời và vẫn còn sống trên đất, thì Đức Chúa Trời vẫn còn sử dụng và có quyền đại dụng đời sống của chúng ta theo cách của Ngài. Cho nên đó cũng là một điểm mà xin Chúa giúp cho chúng ta ai nấy đều được noi theo gương của Daniel, để chúng ta giữ lòng trung tín của chúng ta. Đức tin của ông được đặt trên sự trung tín. Đó không phải là một sản phẩm bất ngờ. Nó không phải là một sản phẩm có phẩm chất mà được sản xuất ra chỉ trong một ngày, trong một biến động. Có rất nhiều người ngày hôm nay họ hy vọng rằng đó là mình sẽ có thể đi một con đường tắt để đời sống đức tin của mình được trở nên mạnh mẽ. Khi họ tham dự một cái kỳ hội đồng Bồi Linh, hay là hội đồng Phục Hưng, hay là họ tham dự vào trong một cái buổi nhóm mà có thể gọi là đêm phép lạ chẳng hạn, đêm tiên tri chẳng hạn, và họ nghĩ rằng nếu mình tham dự trong kỳ đó là mình sẽ dấy lên trở thành một cái dũng sĩ thuộc linh, một anh hùng đức tin. Không có chuyện đó.
Chúng ta nên tham dự vào những cái chương trình như vậy vì nó sẽ dứt dấy đời sống đức tin của chúng ta. Nhưng mà đức tin của chúng ta tăng trưởng, đạt đến cái mức trưởng thành và mạnh mẽ do sự trung tín của đời sống chúng ta, chứ không phải là qua một vài biến động. Cho nên đó là điểm mà xin Chúa giúp cho chúng ta, để chúng ta có một đời sống sống bởi đức tin. Ngày hôm nay tôi sống ấy là tôi sống trong đức tin của con Đức Chúa Trời. Nó không phải chỉ là một số những thời khắc, mà là cả cuộc sống của chúng ta phải là sống trong đức tin. Và đức tin với sự trung tín nó giống như là hai mặt của một cái đồng tiền vậy đó. Cho nên nếu chúng ta muốn có một đức tin mạnh mẽ, có phẩm chất cao, thì sự trung tín của chúng ta phải tương xứng. Không thể nào mà sự trung tín thì chỉ có một đồng mà muốn có cái mệnh giá ở cái phần bên kia của đức tin lên tới 100 được. Không có. Nếu bên đây sự trung tín là 100 thì đức tin bên kia mới là 100. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta để có một đời sống trung tín với chính mình Chúa, để làm cho đức tin của chúng ta nên mạnh mẽ. Và ở đây chúng ta thấy rằng lúc bấy giờ thì vua Darius, hoàng đế của đế quốc Medo Ba Tư, khi ông lên ngôi thì ông muốn tổ chức ở trong toàn đế quốc của mình thì đặt để 120 quan trấn thủ để mà cai trị trong tất cả các tỉnh thành trong toàn đế quốc Medo Ba Tư. Và ở trên họ thì ông lập 3 quan thượng thư. Tất cả 120 trấn thủ đó phải ở dưới quyền, phải thi hành nhiệm vụ của mình dưới sự điều động của 3 quan thượng thư, và có trách nhiệm để phải tường trình báo cáo lại ở trên 3 vị quan thượng thư này. Và trong 3 vị quan thượng thư được coi như là tối cao ở trong nền chính trị và tổ chức của đế quốc này đó, thì vua Darius, hay là hoàng đế Darius, muốn đặt Daniel trở thành quan thấn thủ số 1, đứng đầu. Và lý do là sao? Ở trong câu số 3 nói rằng vả Daniel lại trỗi hơn 2 quan thượng thơ kia và các quan trấn thủ vì người có linh tánh tốt lành. Thì vua định lập người trên cả nước. Tôi không biết nãy có nói lộn không? Tức là có 3 quan thượng thư nha. Mà vua Darius muốn giấy Daniel lên, hay đặt Daniel là vị quan thượng thư số 1. Và đây chính là điều nó làm cho các quan thượng thư kia lẫn nhiều quan trấn thủ ủng hộ cho những quan thượng thư. Và có lẽ đó là những người canh đê, đó là những người mê đi. Cho nên là họ luôn muốn ủng hộ gà nhà của mình, người dân của mình. Còn cái tên này, Daniel này vốn xuất thân là nô lệ, lại một kẻ ngoại đạo nữa, là bởi vì nó không có tôn thờ đối với các thần tượng của canh đê hay là người Medo Ba Tư. Mà cũng không phải là một chính trị gia gì hết trơn á. Mà tự nhiên là bây giờ giấy lên rồi đứng lên hàng số 1 trên mình, chỉ dưới hoàng đế thôi. Thì đây chính là điều làm cho lòng của họ đầy sự ganh tị. Cho nên họ tìm cách để mà làm sao hãm hại được đối với tiên tri Daniel, và hạ bệ ông này xuống. Thậm chí không phải chỉ là hạ ông xuống thấp thôi, mà tiêu diệt ông luôn. Cho nên đó là lý do mà họ xem xét, dòm ngó, bới lông tìm vết, vạch lá tìm sâu, xem ở trong cả đời sống của ông, trong cái cách hành xử của ông, trong cách điều hành, cách ông lãnh đạo, ông tổ chức gì đó. Theo luật lệ của Medo Ba Tư, coi ông này ông có cái lỗi lầm gì không, có những cái sai phạm gì không để mà tố cáo với hoàng đế. Nhưng mà họ tìm đủ cách hết trơn á. Họ ngồi xuống, họ phân tích, họ bàn định. Có lẽ họ cũng nói dèm một số lần, nhưng mà không có lý cớ, không có bằng cớ một cách rõ ràng, cho nên không có buộc tội được tiên tri Daniel. Mà càng tìm kiếm, mà nếu như họ có thưa trình lại với hoàng đế thì chỉ làm cho hoàng đế nhìn thấy cái sự trong sạch, cái sự đúng đắn, cái sự tốt lành của tiên tri Daniel mà thôi. Đó là lý do tại sao mà hoàng đế Darius muốn cất nhắc ông lên thành đệ nhất thượng thư trong cả nước. Và bây giờ đó thì họ kiện theo luật pháp của Medo Ba Tư thì không có được rồi. Cho nên bây giờ họ mới nói tới một cái vấn đề là bây giờ mình nhìn nó vào trong đức tin của nó. Tấn công vào trong đức tin của nó. Nó tin vào Đức Giê-hô-va. Và
hãy xem xét nó, thì thấy ở nơi tiên tri Daniel là một người rất trung tín đối với Đức Chúa Trời. Hằng nương cậy ở nơi Đức Chúa Trời, đặc biệt là được thể hiện qua sự cầu nguyện trong đời sống của ông. Cho nên bây giờ họ mới lên, họ mới tâu trình với lại vua nịnh bợ, hoàng đế David để nói rằng đó là bây giờ đó thì nên ra một cái sắc chỉ để cho tất cả mọi người, nhất là trong các quan cận thần đó, thì phải bày tỏ cái lòng trung thành đối với hoàng đế. Cho nên bây giờ hãy ra một cái chỉ dụ trong 30 ngày là không một ai được phép cầu khẩn với bất kỳ một thần linh nào, trừ ra thần của vua Darius mà thôi. Và thời đó thì người ta coi là các hoàng đế hay là các ông vua đó giống như là thiên tử. Cái này thì chúng ta cũng không lấy làm lạ, phải không ạ? Tại vì trong văn hóa tín ngưỡng gì đó của người Hoa thời cổ thì cũng vậy thôi. Họ gọi hoàng đế, vua của họ là thiên tử, con trời, cho nên phải thờ luôn nữa. Cho nên bây giờ chúng ta thấy rằng đó là họ nói, và nếu người nào vi phạm trong suốt 30 ngày đó mà đi cầu khẩn với một vị thần nào khác thì sẽ phải chịu cái hình phạt là quăng vào trong hang sư tử. Và rồi chúng ta đọc thấy ở trong câu số 10, câu gốc của chúng ta đó, khi Daniel nghe rằng chỉ dụ đó đã ký tên rồi thì về nhà mình, những cửa sổ của phòng người thì mở về hướng Jerusalem. Tại đó cứ một ngày ba lần người quỳ gối xuống cầu nguyện xưng tạ trước mặt Đức Chúa Trời mình như vẫn làm khi trước. Cho nên bây giờ chúng ta thấy rồi, thôi bây giờ thì ra lệnh như vậy. Ví dụ nó lan ra khắp nước, và nhớ là lúc bấy giờ theo cái luật pháp của Medo Ba Tư đó, khi mà vua đã ra chỉ dụ và ấn chứng nó bằng cái chiếc nhẫn của mình đó, cái ấn chứng của hoàng đế đó, là cái chỉ dụ đó không thể thay đổi được mà chỉ phải thực hiện mà thôi. Nó có một cái tính cách rất là nghiêm ngặt như vậy về cái phương diện luật lệ. Nhưng mà khi Daniel nghe như vậy rồi thì ông về nhà. Thôi bây giờ ở ngoài mình không có thể hiện được cái gì, thôi bây giờ mình về nhà. Và theo cái thói quen của ông thường xuyên, đó là ông mở cửa sổ của mình hướng về Jerusalem, và mỗi ngày ba lần ông đã khẩn cầu với Chúa. Đây là điểm mà chúng ta có thể học hỏi được ở nơi cái phản ứng hay là cái cách hành động của tiên tri Daniel trong một bối cảnh rất là đặc biệt. Khi bên ngoài có những cái sự dòm hành tìm cách để mà bắt hại và giết hại đối với con cái của Chúa và ngăn trở họ trong cái sinh hoạt của đức tin, thì chúng ta thấy rằng đó, phải trở về nhà. Ai nấy, nếu mà là người của Đức Chúa Trời, phải trở về nhà. Và ngày hôm nay có phải là chúng ta cũng ở trong một cái tình trạng như vậy không? Mặc dù chúng ta biết rằng nó có một cái luật, luật định rằng ai nấy phải đi về ở nhà riêng của mình, đóng cửa hết tất cả mọi cái thứ khác, mọi cái công việc business, thương mại, đi làm việc gì đó ở cái cả những cái công xưởng, chỉ có những người đặc biệt và được kiểm tra kỹ lưỡng thì mới có thể tiếp tục công việc, hoặc là phải chuyển đổi đi về nhà riêng để làm. Và nhà thờ đóng cửa luôn. Riêng chúng ta thì ở đây thì bây giờ chúng ta đã có một cái sự mở cửa. Cho nên bây giờ cái vấn đề tôi xin được lưu ý để trong cái hoàn cảnh hiện tại của chúng ta, cho dù chúng ta có thể nhóm hiệp lại trong đền thờ, nhà thờ, hoặc bây giờ chúng ta ở nhà riêng, tôi cũng xin có lời nhắn nhủ như người đang ở nhà. Phải học theo gương của tiên tri Daniel. Cho dù chúng ta có ở nhà đóng cửa lại vì có rất nhiều những cái hiểm họa ở phía bên ngoài đang rình rập chúng ta, thì ở trong nhà của mình cửa sổ phải mở ra hướng về Đức Chúa Trời. Cửa đó là đừng bao giờ đóng. Cửa nhà đóng lại trước những cái hiểm họa đang rình rập vây quanh. Nhưng mà cửa sổ hướng về Đức Chúa Trời, cửa sổ ở đây là cửa sổ hướng lên trên. Cửa sổ đó là một cái cửa sổ, nó nằm ở phía trên. Nó không phải là tuốt ở trên kia đâu, nhưng mà nó nằm ở phía trên là bởi vì chúng ta biết rằng có những quan thượng thơ trấn thủ gì đó rình mò, và họ đã thấy được tiên tri Daniel mở cửa sổ và cầu nguyện. Và chúng ta phải nhớ rằng cửa sổ phải mở. Bây giờ, nó giống như ở trong sách Ê-sai đoạn 26 thì cũng có nói với
ta về cái việc là hãy vào phòng riêng đóng cửa lại cho đến chừng nào cơn giận đã qua. Thì bây giờ chúng ta thấy ở đây trong một số những cái hoàn cảnh đặc biệt thì mình có thể phải ở nhà, nhưng mà cửa sổ phải luôn luôn mở. Và chúng ta nhớ rằng cho dù mình có ở trong nhà vì bị bắt buộc hay là chúng ta được tự do đi ra đi vào đi nữa, thì cửa sổ đó không bao giờ đóng. Vì ở đây nó là một cái việc làm thường xuyên của tiên tri Daniel, chứ không phải chỉ là việc ông ứng phó trước cái hoàn cảnh khó khăn, trước cái thử thách. Nhưng mà đó là việc ông vẫn thường làm. Đối với ông thì ông không có quan tâm tới những cái chuyện mà nó biến động này, biến cố kia hay là cái gì đó nó xảy ra, hoàn cảnh ra sao không có. Nó có một cái đời sống đức tin chuẩn mực mà ông luôn luôn giữ cái sự trung tín đó đối với Chúa. Và bây giờ trong đời sống của chúng ta đó, thì chúng ta phải đóng cửa nào và mở cửa nào? Tất nhiên, đối với Cơ Đốc nhân theo quyến bà anh chị em chúng ta, đóng cửa và mở cửa đó là cái gì? Cửa lòng của mình, không? Đóng cửa lòng của chúng ta và mở cửa lòng của chúng ta. Rồi chúng ta phải mở cửa sổ nữa. Cửa nhà là khác mà cửa sổ là khác. Phải không ạ? Và chúng ta hay nói đến ngày hôm nay là Cơ Đốc nhân thì chúng ta sống trong thân thể này, thì thân thể này được gọi là đền thờ của Đức Chúa Trời, là cái căn nhà của chúng ta đó. Cho nên là ở trong thư Cô-rinh-tô thứ nhì cũng nói với chúng ta rằng chúng ta đang sống trong cái nhà này, nó là nhà tạm. Rồi đây Chúa sẽ biến đổi cái nhà tạm của chúng ta trở thành nhà vinh hiển khi chúng ta được mặc lấy một thân thể được biến hóa trong vinh hiển đó. Cho nên đây là cái nhà. Rồi bây giờ nếu đây là cái nhà thì cái cửa sổ của chúng ta là cái gì? Ta nghe nói là cửa sổ tâm hồn là cửa sổ nào? Là đôi mắt của mình, phải không? Đôi mắt của mình là cửa sổ tâm hồn. À, do đâu mà chúng ta thấy anh Hạc với cô Mai Hồng bây giờ đã nên duyên vợ chồng? Khởi đầu của nó là từ cửa sổ tâm hồn. Chớp chớp chiếu chiếu làm sao đó, rồi nó bắt nhịp với nhau đó, rồi từ đó đó thì chúng ta mới thấy nó tiếp tục phát triển và kết quả, phải không ạ? Thì cái cửa sổ tâm hồn này chúng ta nhìn về ai đó. Và đây không phải chỉ là cái sự ví von của văn học ở bên ngoài thôi đâu, nhưng mà chúng ta biết Kinh Thánh cũng có nói tới điều này. Ở trong sách Truyền Đạo đoạn 12 câu số 3 thì nói với chúng ta, mô tả về một cái người trở nên già yếu, tuổi cao kia nọ đó, thì nói đến là những kẻ trông xem qua cửa sổ đã làng mắt. Cho nên nó chỉ về những cái người lớn tuổi thì mắt nó làng. Hồi xưa đâu có dễ gì có được mắt kiến như chúng ta bây giờ đâu. Phải không? Cho nên là mấy người cao tuổi thì lèm nhèm, khó thấy được cái gì cho nó rõ ràng lắm. Làng mắt rồi. Những kẻ trông xem qua cửa sổ đã làng mắt. Chính ở đây nó nói lên cho chúng ta thấy đó chính là đôi mắt của chúng ta. Và Chúa nói với chúng ta rằng chúng ta cần phải có đôi mắt tốt. Và thế nào là một đôi mắt tốt? Có phải đó là đôi mắt bồ câu không? Nếu mà đôi mắt bồ câu mà con đậu con bay á, thì thành ra mắt bù lệch gì rồi, nó đâu có tốt đâu, phải không ạ? Con mắt tốt là con mắt nó chỉ nhìn về một tiêu điểm mà thôi. Nếu mà con này nhìn lên, con kia nhìn xuống, con này nhìn bên trái, con kia nhìn bên phải, thì chúng ta sẽ bị quán gà, chúng ta sẽ bị sai lạc hết, không có nhìn rõ được cái cảnh quan. Nó rất là nguy hiểm. Cho nên đôi mắt tốt là đôi mắt chỉ nhìn về một tiêu điểm mà thôi. Chúa đã nói với chúng ta về điều đó ở trong thơ Matthew, sách Matthew đoạn 6 đó. Phải có đôi mắt tốt. Đôi mắt tốt là đôi mắt không có làm tôi hai chủ. Không có muốn nắm bắt được những cái lợi lộc của trần thế mà đồng thời cũng muốn hưởng được phước hạnh của thiên đàng. Chất chứa của cải của mình ở trên trời chứ không phải là ở dưới đất nơi có sâu mối và ten rét là như vậy. Cho nên cái điều này nó nói lên cho chúng ta thấy rằng đó, đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn, và chúng ta cần phải hướng mắt của mình về chính mình Chúa.
Trong mọi hoàn cảnh và nhất là trong những nghịch cảnh, đôi mắt chúng ta phải ngửa trong nơi Chúa. Chúng ta thấy ở trong sách Sử Ký thứ nhì đoạn 20 ghi lại cho chúng ta về một cái biến cố xảy ra trong đời của vua Josaphat của Juda. Lúc bấy giờ thì có một liên minh thù địch tới để mà vây đánh Jerusalem, và cái quân số nó quá đông đi. Bây giờ vua Josaphat biết rằng đó, mình không có đủ sức để mà có thể đương cự lại đối với một cái thế lực liên minh thù nghịch như vậy. Và trong lúc mà ông nhận biết sự nhỏ bé của mình, sự bất lực của mình trước một cái thế lực thù địch mà nó muốn hủy diệt mình á, quá lớn, thì ông đã làm gì? Ở trong Sử Ký thứ nhì đoạn 20 câu số 12 nói như thế này: hỡi Đức Chúa Trời chúng tôi ơi, chớ thì Ngài sẽ không xét đoán chúng nó sao? Vì nơi chúng tôi chẳng còn sức lực gì đối địch cùng đám quân đông đảo này đương đến hãm đánh chúng tôi, và chúng tôi cũng không biết điều gì mình phải làm, nhưng con mắt chúng tôi ngửa trong Chúa. Quan trọng là con mắt của chúng ta ngửa trong Chúa. Ngày hôm nay nó có rất nhiều những cái thế lực thù nghịch, nó có thể tấn công vào đời sống của chúng ta, muốn hãm hại đời sống chúng ta, hủy diệt đời sống chúng ta. Ngày hôm nay chúng ta nghe nói dịch bệnh lây lan, rồi bao nhiêu những cái thế lực khác nó có thể tác động trên luật lệ và nó tấn công vào đời sống đức tin của chúng ta, nó tấn công vào đời sống kinh tế, vào đời sống tài chánh, tấn công ngay cả vào thân thể của chúng ta. Và không phải chỉ là những cái biến động mà bất ngờ như chúng ta đang đối diện, nhưng mà nó vẫn có những cái nó có thể đến với chúng ta. Thí dụ như nãy mình nghe nói về một số những người cao tuổi. Ở đây chưa có người nào cao tuổi cỡ như là ông Daniel hết á, vào cái thời điểm này. Nhưng mà chúng ta thấy nó vẫn có thể tấn công vào sức khỏe của chúng ta. Và bây giờ mình thấy mình yếu đuối quá, mình bất lực, không có phương tiện gì. Không phải là bây giờ trại ông bác sĩ này, ông bệnh viện kia, thuốc chủng ngừa này. Điều đó không có nghĩa là chúng ta không có quan tâm tới những điều đó. Nhưng mà cái quan trọng nhất là đôi mắt chúng ta phải ngửa trong ở nơi chính Chúa. Và bây giờ khi đôi mắt của chúng ta ngửa trong Chúa đó thì sao? Chúng ta phải nhớ rằng đó là bốn mắt nhìn nhau à, chứ không phải là chỉ có cái việc là mình ngửa trong Chúa rồi Chúa ngoảnh mặt làm ngơ đó. Không có chuyện đó đâu. Ở trong sách Sử Ký thứ nhì này, đoạn 16 câu số 9 nói rằng: vì con mắt của Đức Giê-hô-va soi xét khắp thế gian, đặng giúp sức cho kẻ nào có lòng trọn thành đối với Ngài. Khi chúng ta ngửa trong nơi Chúa, ngước mắt lên trên núi, sự tiếp trợ tôi đến từ đâu, thì mắt của Chúa sẽ nhìn xuống chúng ta. Mắt Ngài đang tìm kiếm những con người biết ngửa trong nơi Ngài. Và chúng ta phải nhớ rằng có đôi khi chúng ta đó thì không có luôn luôn ngửa trong Chúa. Đôi mắt chúng ta không phải lúc nào cũng ngưỡng vọng Chúa. Nhưng mà mắt của Chúa thì sao? Đấng gìn giữ Israel không hề nhắm mắt. Không phải là không hề nhắm mắt đâu, không hề nhắm mắt. Có nghĩa là Ngài luôn luôn chăm chú nhìn vào từng đời sống của chúng ta, theo dõi coi có điều gì ảnh hưởng trên đời sống của chúng ta không. Và hãy làm cho đôi mắt của chúng ta trở thành đôi mắt đức tin. Xin Chúa mở mắt con, để con thấy sự lạ lùng của Đức Chúa Trời và sự lạ lùng trong luật pháp của Ngài. Luật pháp có nghĩa là gì? Là ân điển, là những lời hứa của Chúa, là cơ nghiệp mà Chúa dành cho chúng ta. Lạ lùng lắm. Và hãy xin Chúa cho chúng ta có đôi mắt của đức tin. Chúng ta phải có đôi mắt thuộc linh. Phaolô ông cũng đã cầu nguyện cho hội thánh Ê-phê-sô đó, là xin Chúa mở mắt cho các thánh đồ để họ có thể nhìn thấy quyền vô hạn của Đức Chúa Trời dành cho các thánh đồ là gì. Cho nên hãy có đôi mắt nên thánh, hãy có đôi mắt thuộc linh. Và chúng ta biết rằng á, là khi chúng ta dâng đôi mắt của mình cho Chúa thì sao? Thì nó thuộc về Chúa, Ngài sẽ thánh hóa nó. Và Thi Thiên thứ 17 câu số 8, một câu rất là quen thuộc và rất hay: cầu xin Chúa bảo hộ tôi như con ngươi của mắt, hãy ấp tôi dưới bóng cánh của Chúa. Đôi mắt của mình nó là một cái quan thể nó rất là nhạy cảm, phải không ạ? Nhiều khi chưa đụng vào nó nữa thì nó đã ngay lập tức phản ứng bảo vệ, phòng vệ. Ai đó
chỉ tay vô mắt của mình một cách bất ngờ đi. Mặc dù chưa có đụng vô con mắt mình thì mình tự nhiên nó có một cái phản xạ là chúng ta nhắm lại. Cho nên chúng ta biết rằng đôi mắt của mình nó mong manh, nó yếu đuối, nó nhạy cảm, nó dễ bị tổn thương lắm. Cho nên Chúa nói rằng đó, Ngài sẽ gìn giữ chúng ta như con ngươi của mắt Ngài. Mình phải là con mắt của Chúa mới được. Có nghĩa là chúng ta phải dâng đôi mắt của mình cho Chúa. Phải thánh hóa đôi mắt của mình, cái nhìn của chúng ta. Cửa sổ tâm hồn của chúng ta phải hướng về Chúa. Ở đây là cửa sổ tâm linh. Chúng ta phải gượng trong ở nơi chính mình Chúa. Và mắt của Chúa dõi xem coi ai có tấm lòng tìm cầu Chúa. Thì sao? Ngài sẽ gìn giữ chúng ta. Ngài sẽ bảo hộ chúng ta. Và Ngài sẽ che phủ chúng ta trong bóng cánh của chính Ngài. Và đó là một điều mà chúng ta có thể thấy được. Đây là lý do, là nguyên nhân tại sao mà sau đó chúng ta thấy rằng dù là Đa-nhiên bị quăng vào trong hang sư tử, nhưng mà sư tử không thể làm hại đối với ông được. Tuy nhiên bây giờ chúng ta trở lại với Đa-nhiên để xem coi ông Đa-nhiên trong cái hoàn cảnh đặc biệt như thế này thì ông hướng đôi mắt của mình về Đức Chúa Trời để cầu nguyện, phải không ạ? Mỗi ngày ông bà anh chị em cầu nguyện mấy lần? Tôi tin là ở đây chắc ít nữa cũng 3 lần. Tối thiểu cũng phải 3 lần. Sáng sớm, cầu nguyện tạ ơn Chúa cho con bữa ăn sáng. Tới trưa, cảm ơn Chúa cho con bữa ăn trưa. Tới chiều, cảm ơn Chúa cho con bữa ăn chiều. Rồi có người nhiều hơn, tối trước khi đi ngủ, cảm ơn Chúa. Xin Chúa cho con giấc ngủ bình an. Có phải là ông tiên tri Đa-nhiên cầu nguyện như vậy không? Không, chúng ta thấy những kẻ mà rình rập các quan thượng thơ trấn thủ gì đó của Mê-đô-ba-tư rình rập xem ông làm gì đó. Thấy ông 3 lần cầu nguyện trong ngày không? Mà ông cầu nguyện như thế nào? Cho nên chúng ta thấy ở đây đó, nói đến như thế này, câu số 11, bây giờ những người đó nhóm lại thấy Đa-nhiên đương cầu nguyện, nài xin trước mặt Đức Chúa Trời. Ông dốc đổ lòng mình ra, hồi nãy chúng ta nghe nó cô Thái khóc, thì tôi nghĩ cái chuyện cô khóc thì cũng có gì để xin lỗi. Cho nên chúng ta tuôn đổ, trải lòng mình ra trong nước mắt để nài xin Đức Chúa Trời. Khác pháp phạm gì trong chỗ này, không ảnh hưởng gì tới ai. Cho nên là xin Chúa giúp cho chúng ta, vấn đề là chúng ta được tự do. Nhưng và chúng ta thấy Đa-nhiên ở đây, ai nói gì mặc ai, kiện cái gì thay kệ, không cần biết. Đối với ông chỉ nhìn xem Đức Chúa thôi, và ông này xin Chúa. Và chúng ta lưu ý rằng cửa sổ của ông hướng về Jerusalem. Điều này cho chúng ta ý nghĩa gì? Ông phải hướng về Jerusalem, bởi vì lúc bấy giờ ông đang sống tại xứ Lưu Đày. Ông đã nhớ lại thế nào? Nhớ lại thế nào là đền thờ và thành thánh Jerusalem đã bị hủy phá. Và rồi bây giờ đó, dân tộc của ông đã bị tản lạc ra và phải bị bắt làm phu tù. Israel thì hơn 100 năm trước đó đã tản lạc trong đế quốc Assyria. Rồi bây giờ đến vương quốc phía nam là Judah thì bị bắt đi làm phu tù tại Babylon. Dân sự của ông vẫn còn rất nhiều người đang ở trong cảnh nô lệ. Và bởi vì ông cũng như là ba bạn Hebrew là những người nổi bật, cho nên mới được triều đình của vua Nebuchadnezzar tuyển chọn họ vào trong cung, huấn luyện trang bị cho họ để họ có thể phục dịch ở trong hoàng cung. Chứ còn dân sự Judah vẫn còn ở trong cảnh nô lệ, ở dưới một cái đế quốc cai trị tàn ác của ngoại đạo, của một đế quốc ngoại đạo. Trong khi đó thì quê hương, đặc biệt là thành thánh và đền thờ Jerusalem đã bị hủy phá, đã bị đốt cháy, tan nát hết. Và dân ngoại dày đạp ở trên đó. Và bây giờ ở tại xứ Lưu Đày này, cầu nguyện cũng là một nan đề, là một khó khăn nữa. Đừng nói tới cái chuyện gì khác. Vậy làm sao nhóm hiệp lại với con dân của Chúa để thờ phượng Đức Chúa Trời tự do như những ngày nào? Và chúng ta thấy rằng đó, lịch sử ghi lại cho chúng ta có rất nhiều những con dân của Chúa trong cái hoàn cảnh như vậy. Thì họ đã thể hiện cái tâm tình của mình như thế nào? Chúng ta hãy xem một thi thiên mà đã được trứ tác tại xứ Lưu Đày như vậy. Thi thiên 137. Chúng ta hãy xem ở đây. Chúng tôi đứng ngồi trên mé sông Babylon, bèn nhớ lại Si-ôn và khóc.
Chúng tôi treo đờn cầm chúng tôi trên cây dương liễu của sông ấy. Đờn cầm treo lên, không có đàn gì được. Vì ở đó những kẻ bắt chúng tôi làm phu tù, có biểu chúng tôi hát sướng, kẻ cướp giật chúng tôi có đòi chúng tôi hát mừng và rằng hãy hát cho chúng ta một bài ca của Sion. Trên đất ngoại bang chúng tôi làm sao hát được bài ca của Đức Giê-hô-va? Hỡi Jerusalem, nếu ta quên ngươi, nguyện tay hữu ta quên tài năng nó đi. Nếu ta không nhớ đến ngươi, chẳng thích Jerusalem hơn sự vui vẻ nhất của ta, nguyện lưỡi ta dính nơi ổ gà. Tại xứ lâu đài họ nhớ lại ngày nào chúng ta một đoàn đông đi cùng với hội chúng để đến đền thờ Jerusalem để được thờ phượng. Hỡi quý bạn chị em, ngày hôm nay khi nhà thờ bị đóng cửa, điều mà lòng của chúng ta cứ mang là gì? Hay là chúng ta chỉ quan tâm tới dịch bệnh hay là bao nhiêu những cái tệ nạn khác, những cái mối đe dọa khác nó ảnh hưởng về kinh tế, về tài chánh, về sức khỏe, về sự an toàn trong đời sống chúng ta. Chúa ơi, xin Chúa bảo vệ, xin Chúa gìn giữ con, vì sư tử đông quá, cả bầy nó có thể cắn xé, nó hủy diệt đời sống con. Chúa ơi, xin Ngài bảo vệ con, xin Ngài thương xót. Rồi thôi rút ở trong nhà. Nhưng mà nhà thờ của Chúa thì sao? Chúng ta có một tấm lòng cưu mang không? Có nhớ những ngày mà chúng ta được tự do nhóm hiệp lại không? Lòng của chúng ta có đau đớn và quặn thắt để cầu nguyện? Và chúng ta phải nhớ rằng điều này không phải đến từ con người thôi. Bởi vì Đức Chúa Trời, Ngài vẫn là đấng cầm chìa khóa của David. Đóng thì không ai mở được, mà mở thì không ai đóng được hết. Chúng ta vẫn phải cầu nguyện cho sự nhóm hiệp của dân sự Chúa. Chúng ta phải cầu nguyện cho nhà thờ của Chúa phải được mở ra. Ngày xưa khi chúng tôi ở tại Việt Nam, chúng tôi đã trải qua những cái giai đoạn như vậy. Khi mà chính quyền bắt bớ hội thánh của Chúa, một số tôi tớ của Chúa bị bắt bỏ tù, và nhiều nhà thờ bị tịch thu, bị chiếm giữ, bị đóng cửa. Và những nhà thờ vẫn còn hoạt động đó thì họ kiểm soát, họ hạn chế đủ mọi mặt. Và nếu hội thánh nào mà có vẻ trung tín với Chúa để mà thờ phượng Ngài và đặc biệt là rao giảng tin lành đó, thì họ gây khó dễ đủ điều, và nếu họ không có ngăn trở được, đóng cửa luôn, bắt mục sư đó bỏ vào trong tù. Và trong một cái hoàn cảnh như vậy, Đức Chúa Trời đã dấy lên cái phong trào tư gia. Không phải là tại vì đóng cửa như vậy rồi thôi, giờ khó khăn quá, bắt bớ thôi ở nhà, giữ đức tin riêng của mình cũng được rồi, tốt rồi. Và xưa là không. Chúng ta biết rằng đó, lúc bấy giờ, người ta vẫn cầu nguyện cho việc mà nhà thờ phải được tự do, nhà thờ phải được mở cửa. Và nếu nó vẫn còn bị đóng cửa, ra tư gia để nhóm hiệp lại. Không nhóm đông thì nhóm ít. Vẫn giữ cái sự nhóm lại, và không phải chỉ là việc nhóm lại thôi. Lúc bấy giờ Chúa đã hà hơi để mà Ngài tiếp sức hỗ trợ và dẫn dắt cho phong trào tư gia là phong trào thánh linh. Cho nên chúng ta biết rằng đức tin của họ giữa cái sự ngăn cấm như vậy đó thì vẫn được nuôi dưỡng bằng cái sự nhóm hiệp lại trong từng nhóm nhỏ ở trong các tư gia. Mặc dù vẫn bị bắt bớ, nhưng mà không phải chỉ là giữ đức tin. Bởi vì trong phong trào thánh linh mà Chúa đã hà hơi á, Ngài tiếp sức cho đó, thì nó còn bùng cháy và lan rộng. Xin hỏi quý bạn chị em, ngày hôm nay tấm lòng chúng ta đối với nhà thờ của Chúa, đối với nhà Đức Chúa Trời như thế nào? Hay là chúng ta an phận nó thôi, bây giờ ở nhà vậy tốt rồi. Có thể vì một số lý do nào đó chúng ta giống như Daniel, chúng ta phải trở về nhà. Nhưng phải mở cửa sổ về Jerusalem để chúng ta cầu nguyện. Và chúng ta phải biết một điểm như thế này. Chương trình của Đức Chúa Trời, ý định của Ngài là như thế nào trong quyền chủ thể của Chúa? Tại sao Ngài để cho nhà thờ bị đóng cửa? Nếu chúng ta xem xét thì chúng ta có thể thấy được rằng đó, thông thường là những cái thời kỳ mà người ta coi thường sự nhóm lại để thờ phượng Chúa chung với nhau. Ngay cả đi nữa thì không phải hết lòng để tìm kiếm Đức Chúa Trời. Không có hết lòng để sẵn sàng gây dựng hội thánh của Đức Chúa Trời, nhà của Đức Chúa Trời gì cả. Và nhiều khi nó còn đem vào trong đó biết bao nhiêu những cái điều thuộc về xác thịt, thuộc về thế gian, tội lỗi tràn lan ra ở trong nhà Đức Chúa Trời. Và người ta quen thuộc với điều đó, chẳng khác nào giống như dân Juda vào thời mà họ bị chinh phục bởi đế quốc Babylon vậy.
họ đem bao nhiêu những thần tượng vào ở trong đền thánh Jerusalem. Tệ hơn nữa, còn tệ hơn cả đối với những dân ngoại nữa. Đầy dẫy tội lỗi trong đó, đầy dẫy các thần tượng và dâng các con của mình cho Moloch. Dâng con để mà thiêu sống nó đó, để dâng cho thần Moloch. Và đó là lý do khi mà họ coi thường nhà Đức Chúa Trời như vậy, thì Đức Chúa Trời ngài hủy diệt cái đền thờ Jerusalem và khiến cho họ bị bắt, giải tan họ đi làm phu tù ở khắp mọi nơi. Các ngươi coi thường phải không? Các ngươi không có quý trọng nhà của ta phải không? Các ngươi không có hết lòng tìm kiếm ta khi mà nhóm hiệp lại phải không? Tội ác hội hiệp nơi lễ trọng thể phải không? Thì Chúa sẽ tra tay. Và chúng ta phải thấy được điều đó để chúng ta tỉnh thức trong đời sống của mình, chứ không phải là thôi bây giờ nhà thờ đóng cửa tôi ở nhà an tâm không có sao. Chúng ta ở nhà đi nữa phải thấy chương trình của Đức Chúa Trời. Ngài muốn nhắc nhở, Ngài muốn tỉnh thức chúng ta và phải cầu nguyện cho nhà Đức Chúa Trời, cho nhà thờ, để hội thánh được tự do nhóm hiệp lại và nhóm hiệp lại một cách đúng đắn trước mặt Đức Chúa Trời. Và đây là điều mà tại sao Daniel đã sắp mình xuống nài xin với Đức Chúa Trời. Và chúng ta có thể thấy đến đoạn 9 nó ghi lại cái lời cầu nguyện khẩn thiết của tiên tri Daniel. Ông cầu nguyện cho sự phục hồi, cho sự phục hưng lại Jerusalem và xứ thánh của mình. Xin Chúa giải cứu cho dân sự của Ngài ra khỏi cảnh nô lệ, đem họ trở về trong xứ sở, tái thiết lại đất nước và nhóm hiệp lại, phục hồi lại cái sự thờ phượng Đức Chúa Trời. Quý bà chị em, mỗi khi chúng ta xa vắng hội thánh của Chúa, lòng chúng ta như thế nào? Đây là điều mà xin Chúa nhắc nhở mỗi người chúng ta. Rồi bây giờ chúng ta thấy ở tại đây, ngay cả khi mà tiên tri Daniel ông đã cầu nguyện như vậy, nhớ là ông không phải chỉ cầu nguyện Chúa bảo vệ con bao nhiêu kẻ rình rập hãm hại con, xin Chúa giúp con được an ninh an toàn. Có lẽ ông cũng cầu nguyện cái điều đó, nhưng mà không quan trọng lắm, bởi vì ông đã trải qua rất là nhiều rồi, nhiều thử thách rồi. Ông là người đã chứng kiến ba bạn Hebrew bị quăng vào trong lò lửa hực mà. Bao nhiêu những cái thời gian suốt có lẽ là 90 năm trong cuộc đời của ông. Nhớ nha, 15 tuổi ông đã bị bắt đi làm phu tù rồi. Và bây giờ chúng ta thấy rằng bao nhiêu những kẻ lúc nào cũng rình rập soi mói với lông tìm vết, vạch lá tìm sâu để tố cáo ông, để hãm hại ông, để giết hại những người Juda làm phu tù mà lại bị được đặc ân ở trong các triều đình. Nhưng mà chúng ta thấy rằng đó, ông không phải là một người của nghịch cảnh, mà là một người trung tín. Đó là cái điểm chúng ta phải thấy. Cho nên điều ông đã làm thì ông vẫn thường làm thôi. Và bây giờ chúng ta thấy rằng đối với cái việc mà lĩnh từ chính quyền theo luật Medo Ba Tư, kẻ nào vi phạm cầu nguyện trong 30 ngày đó với bất cứ thần nào khác hơn là của vua Darius thì sẽ bị quăng vào trong hang sư tử. Và mấy người rình rập đó, các thượng thư, trấn thủ thì thấy mừng quá, đúng rồi, tên này nó vi phạm rồi, ngay lập tức báo với vua Darius. Và chúng ta biết Darius thì vì tin cậy và yêu mến đối với Daniel, không có muốn giết ông, tìm cách để cứu vãn mà không cứu vãn gì được, vì luật nó có một cái đảng phái. Và chúng ta thấy rằng ở đây được cái sự ủng hộ của khá nhiều người, ủng hộ của khá nhiều người đó. Đông lắm các quan trấn thủ, mà quan trấn thủ ở mỗi thành phố nào đó, ở mỗi một cái tỉnh nào đó, trong toàn đế quốc Medo Ba Tư, thì họ có ảnh hưởng trên dân chúng. Dân chúng vào thời xưa là phải tuân phục theo nhà cầm quyền lãnh đạo thôi à, chứ không có nói gì đó. Thời chuyên chế, thời quân chủ đoán nè, quyền lực ghê gớm lắm. Cho nên chúng ta thấy là họ cũng hùa theo hết đó. Bao nhiêu những cái đám dân đông, và cái này ý dân nữa, mà dân làm chủ nữa. Cho nên là chúng ta thấy rằng đó, bao nhiêu những cái tiếng nói như vậy là phải diệt cái tên này, vì tên này là ai, tên này là ai, và tìm đủ cách để mà diệt. Và chúng ta thấy rằng lúc bấy giờ họ muốn diệt đức tin của Daniel mà. Ngươi tin vào kinh thánh phải không? Ta đốt kinh thánh. Ngươi tin vào đền thờ Jerusalem và khẩn cầu cho nó phải không? Ta đốt nhà thờ.
đóng cửa nhà thờ, hủy diệt nhà thờ. Và bây giờ chúng ta thấy đối với Daniel, ngay trong những cái hoàn cảnh như vậy, nó đã làm những điều đó chứ không phải là không làm. Nhưng mà ông vẫn giữ đức tin của mình trung tín, vẫn cầm quyển Kinh Thánh này giơ cao lên. Tôi vẫn tin vào Kinh Thánh. Các ngươi muốn đốt nhà thờ, vẫn đi đến nhà thờ. Và chúng ta cảm ơn Chúa vì trong cái thời gian hết sức căng thẳng, vào cái thời điểm đầu của cái việc nhà thờ bị đóng cửa và bị giới hạn và chúng ta phải chuyển thể qua online đó, thì đã có rất nhiều anh chị em vẫn sẵn sàng để có thể đến đây trong ban diễn lễ để hầu việc Chúa. Đó là một cái điểm son, đó là một cái điểm đáng mừng. Và khi mà chúng ta được phép mở cửa một cái, dân sự của Chúa trở lại để nhóm. Và điều đáng khích lệ hơn là có những người lớn tuổi nữa, chứ không phải chỉ là mấy người trẻ không. Tôi cũng lớn tuổi vậy. Nhưng mà cái vấn đề chúng ta thấy có nhiều người lớn tuổi vẫn đến, chống gậy đến cũng đi nữa, ngồi xe lăn cũng đến nữa. Chúng ta cảm ơn Chúa về điều đó. Và tôi ước ao rằng các con dân của Chúa đang nghe bài giảng này ở tại nhà, hãy nhớ điều này, cửa sổ hướng về Jerusalem vẫn phải mở và cầu nguyện. Chúng ta phải yêu mến Jerusalem. Đây không phải là của ai dựng nên đó, không phải tổ chức nào, hệ phái gì ở đây, mà là do Đức Chúa Trời Ngài đã lập nên cho chúng ta có một cái địa điểm, một cái cơ sở để dân sự của Chúa nhóm hiệp lại để thờ phượng. Và tại đây, biểu tượng thập tự giá, danh của Chúa đã được đặt để tại nơi này. Phải ai muốn đóng là đóng, muốn mở là mở. Và nếu nó bị đóng là có lý do. Và nguyện Chúa giúp cho chúng ta trong cái hoàn cảnh này, chúng ta phải tra xét mình, chúng ta có yêu mến Jerusalem đúng như là đối với Daniel không? Hãy cầu nguyện. Hãy cưu mang về điều này, hãy thao thức cho điều này cho đến chừng nào khôi phục lại vinh quang cho Jerusalem. Và bây giờ chúng ta thấy rằng đó là cái mà mình phải mở ra, nhưng mà giữa những cái hoàn cảnh này chúng ta phải cẩn thận. Bởi vì nó có những cái chiến trận. Rõ ràng là chúng ta thấy có những cái tranh chiến lẫn nhau ở trong đất nước này mà chúng ta đang sinh sống. Thì chúng ta phải làm gì? Họ cũng là những người Mỹ, họ ở trước chúng ta rất lâu nữa. Trong đó đủ màu da hết chứ không phải chỉ có một thứ màu. Đủ màu da hết. Nhưng mà chúng ta thấy nó có những cái phe phái chống nghịch lại với nhau. Quan trọng hơn nữa, nó không phải là đảng phái chính trị này nghịch với đảng phái chính trị kia, mà cái vấn đề là nó có đụng chạm đến, nó có nghịch lại đối với lời của Đức Chúa Trời hay không? Đối với luật pháp của Đức Chúa Trời hay không? Chúng ta nếu mà đọc ở trong đoạn 7 của tiên tri Daniel khi nói về Antichrist, có tiền thân của Antichrist, và một trong những cái thủ thuật của Antichrist là kẻ chống lại Đấng Christ, kẻ chống lại Đức Chúa Trời, kẻ chống lại dân sự và hội thánh của Chúa đó, là họ muốn thay đổi luật pháp. Thay đổi luật pháp nào? Nó là Antichrist mà, cho nên nó muốn thay đổi luật pháp, chính là luật pháp thiên thượng của Đức Chúa Trời. Chúng ta phải nhớ đất nước này đã trở thành một siêu cường trên thế giới về mọi phương diện. Được thiết lập trên nền tảng nào? Thánh Kinh. Không thể nào thay đổi nó được. Không thể nào thay đổi nó được. Và muốn lập một cái thứ kinh nào khác. Tại sao? Chúng ta biết rằng có những cái thế lực ngoại bang nó đã tấn công vào đất nước Hoa Kỳ, gây tàn phá đất nước Hoa Kỳ này. Hồi giáo cực đoan. Tại sao họ không dám đốt Kinh Quran, họ đốt Kinh Thánh? Bởi vì người ta muốn thay thế Kinh Thánh này bằng Kinh Quran. Và không thay đổi theo cái ý của con người, theo cái tham vọng của con người, theo những cái điều ưa thích xấu xa của con người, muốn được tự do. Tự do để làm gì? Tự do để phạm tội, tự do để giết người mà không có bị lên án, và được luật pháp bảo vệ, giết những bào thai trong bụng mẹ. Muốn diệt tôn giáo. Người ta muốn thay đổi những cái điều đó. Muốn tự do luyến ái. Muốn tự do trong vấn đề hôn nhân. Muốn tự do về phái tính. Cái đó, tất cả những cái điều đó là nghịch lại với lời của Đức Chúa Trời. Và chúng ta phải nhận thấy được điều đó. Dầu vậy thì tấm lòng của chúng ta đó phải như thế nào đối với những con người như vậy?
Chúng ta chiến đấu không phải cùng thịt và huyết đâu. Bạn là cùng chủ quyền, cùng vua chúa của thế gian mờ tối này và các thần dữ ở các miền trên trời vậy. Và chúng ta hãy nghe lời của Đức Chúa Trời. Trong một cái hoàn cảnh tương tự như vậy, Chúa dạy chúng ta như thế nào? Khi trong cùng một đất nước, chúng ta ở đây không phải cùng một dân tộc, mà là cùng một đất nước có đa chủng. Nhưng mà dầu sao cũng là những công dân trong cùng một nước mà nó có những cái nghịch cẩn nhau đó. Thì chúng ta hãy cẩn thận giữ mình để chúng ta không có trở thành những kẻ giống như là coi những người đó như kẻ thù của xã họ, hay là tìm cách để mà chúng ta đánh lại họ bằng nhiều hình thức. Trong sách Các Vua thứ nhất đoạn thứ 12, chúng ta nhớ ở đây ghi lại cái thời điểm mà khi vua Salomon băng hà, thì cái người để lên mà kế tục là ông Roboam, là con trai của vua Salomon, để kế vị ông cai quản vương quốc. Nhưng mà bây giờ thì có một cái thế lực khác là Jeroboam đã dấy lên, và ở đây nó có những cái điều mâu thuẫn với nhau về cái vấn đề đánh thuế. Bởi vì trong thời của vua Salomon thì ông đã đánh thuế người dân rất là nặng nề. Và bây giờ đó thì người dân họ sau khi trải qua như vậy thì họ mới xin với vua mới là Roboam, xin hãy giảm thuế cho chúng tôi vì dân đã khổ quá rồi. Nhưng mà chúng ta thấy Roboam ban đầu trao đổi với những trưởng lão ở trong triều đình đó, thì họ khuyên là nên nghe theo lời của dân vì dân khổ quá nên giảm thuế, cao thuế nặng nên giảm. Rồi thì ông nghe vậy, nhưng mà sau đó thì ông gặp mấy người trẻ. Mấy người trẻ đó thì cấp tiến lắm, không? Mà mấy người trẻ là muốn có nhiều điều kiện để hưởng thụ. Mà bây giờ muốn có như vậy thì phải có những cái welfare rồi cái gì đó, phải có nhiều cái thứ làm sao đó để trong ngân sách của nhà nước gì đó để mà hỗ trợ cho mình chứ. Mà muốn vậy phải đánh thuế người dân, tiếp tục sống sung sướng. Mấy người trẻ cấp tiến luôn luôn muốn được hưởng thụ như vậy, mà muốn hưởng thụ phải có điều kiện về tài chính. Cho nên họ cứ đánh thuế thì buộc, đừng có giảm gì hết, mà tăng thuế luôn. Cho nên sau đó thì ông Roboam ông ra ông nói rằng đó là cha ta đánh thuế của ngươi là một ngón tay thôi, còn ta nguyên cái lưng luôn. Cho nên chỗ đó chúng ta thấy rằng bởi điều này gây nên một tình trạng phân rẽ ở trong vương quốc thống nhất của Israel lúc bấy giờ. Và Jeroboam đã được rất nhiều người ủng hộ theo, trong đó 10 chi phái của Israel đã đi theo Jeroboam, và chỉ còn có 2 chi phái là Judah và Benjamin là đi theo vua Roboam mà thôi. Và trong lúc mà nó đang diễn ra một cái cảnh phân chia như vậy và tranh chiến với nhau như vậy, lời Đức Chúa Trời nói như thế nào trong câu 24? Đức Giê-hô-va phán như vậy: các ngươi chớ đi lên đánh anh em mình là dân Israel, mỗi người hãy trở về nhà mình, vì sự này bởi ta mà xảy đến. Chúng vâng theo lời Đức Giê-hô-va mà trở về theo mạng lệnh của Ngài. Ồ, chúng ta thấy ngày hôm nay đã có những luật bắt buộc nhà thờ đóng cửa, hạn chế rất là nhiều điều trong sinh hoạt của người dân. Chúng ta cũng biết rằng có những người trong nhà cầm quyền Hoa Kỳ lại muốn mở ra, mở kinh tế ra, mở thương mại ra, mở nhà thờ ra để cho người ta được tự do. Hai cái điều này nó tranh chiến với nhau. Và bây giờ chúng ta thấy sao? Ở đây nói, hãy trở về nhà của mình. Nhưng mà các ngươi chớ đi lên đánh anh em mình là dân Israel. Hãy cầu nguyện cho họ, xin Chúa thương xót những con người đó. Xin Chúa cho họ được mở mắt để nhìn biết Đức Chúa Trời, nhìn biết được đâu là cái sự thật, lẽ thật, để họ thay đổi, chứ không phải để chúng ta rủa xả. Chúa giúp cho chúng ta để đây là một cái thái độ mà chúng ta cần có. Giống như Daniel, ông không có rủa xả mấy người tìm cách hãm hại mình, nhưng mà chúng ta thấy rằng ông vẫn trung tín với chính Chúa trong vấn đề bước đi với Ngài, nhìn xem Chúa và có những cái hành động rất là phải. Dầu sao thì vua David cũng phải chịu trách nhiệm về việc mà ông đã ký cái sắc lệnh đó và đóng ấn để quăng ông vào trong hang sư tử. Nhưng mà chúng ta nhớ rằng đó, sau khi quăng Daniel vào trong hang sư tử thì vua không ngủ nghỉ, không làm gì được hết trơn. Rồi thì tới sáng ngày hôm sau, ông dậy sớm. Đúng ra là ông đâu ngủ đâu. Nhưng mà
ông dậy sớm để ông đi ra cái hang sư tử. Ông mới cất tiếng lên: hỡi Đa-nhiên, Đa-nhiên, Đức Chúa Trời mà ngươi tin cậy có giải cứu ngươi khỏi hầm sư tử không? Và chúng ta thấy ở trong hang của sư tử, Đa-nhiên cất tiếng lên: chúc tụng vua vạn tuế. Ông phải là thấy ông vua vậy, vua ơi, vua sớm cứu tôi trong này ghê quá, ớn quá này kia nọ, có tôi khổ quá, tôi sợ hãi quá, không có, chúc tụng vua. Và một cái điểm nữa mà chúng ta thấy Đa-nhiên đã nói là gì? Khi mà vua hỏi như vậy, chúng ta thấy là câu 21, bây giờ Đa-nhiên tâu cùng vua rằng: hỡi vua, chúc vua sống đời đời. Đức Chúa Trời tôi đã sai thiên sứ ngài và bịt miệng các sư tử nên chúng nó không làm hại chi đến tôi, bởi tôi đã được nhận là vô tội trước mặt ngài. Ồ, chúng ta thấy rằng ai kiện cáo gì, tố cáo gì, bạch lá tìm sâu, thưa kiện cái gì đó tùm lum, hãy để Đức Chúa Trời binh vực. Đối với Đa-nhiên thì ông tra xét mình với Đức Chúa Trời, chứ không phải để cho dư luận tấn công mình, tố cáo mình, kiện cáo mình cái này kia, rồi đối phó với nó thế này thế kia. Không, tin cậy Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời binh vực mình, đi vô trong nhà, đóng cửa lại, không có nghe mấy cái dư luận. Bây giờ dư luận ở đây thì chúng ta nghĩ rằng bao nhiêu phần trăm nó ủng hộ đối với 120 quan trấn thủ và hai ông quan thượng thư kia? Theo của anh chị em thì bao nhiêu phần trăm trong dân chúng ủng hộ? Chắc nhiều lắm, mà đông lắm, mà bây giờ mình không ước lượng được phải không? Chắc chắn là đông lắm, tại vì bao nhiêu một bầy luôn mà nó tấn công lại ông ta nhen, đông ghê gớm lắm. Và nếu nó đông, nó tấn công vậy thì nó đồn ra bao nhiêu dư luận bất lợi cho Đa-nhiên. Nó tố cáo chuyện nhỏ xé ra to, chuyện có dựng lên thành có. Đúng không ạ? Tố cáo người kính sợ Đức Chúa Trời là Đa-nhiên. Nói mà nếu mà Đa-nhiên chạy đi mấy cái đó để mà tìm cách phân minh, biện hộ gì đó ha, là ông chết. Không thể nào mà ông làm được cái chuyện đó chứ. Thôi giao phó cho Đức Chúa Trời tra xét mình. À, thì ông nói thì sao? Ông đã nói rằng đó: bởi vì tôi chẳng làm một cái điều gì phạm tội với Đức Chúa Trời, mà đối với vua cũng vậy, tôi không có làm gì. Đó là một cái điểm mà chúng ta thấy. Và bây giờ chúng ta thấy, lưu ý nha, ngày hôm nay mình có bị sư tử nó đe dọa mình không ta? Có không? Có hả? Sư tử Hà Đông. Rồi, còn sư tử nào khác không? Ở đây chúng ta nhớ những kẻ nghịch lại đối với Đa-nhiên phải chỉ có một con à. Nhiều con? Quá, 120 con quan trấn thủ cộng với hai con chúa nữa, chúa tể nữa, chúa đảng của nó nữa là ai? Đó, hai quan thượng thư nữa, chứ kể là bầy sư tử con lóc nhóc trong nhân sự nữa, đúng không? Hôm nay còn sư tử nào đe dọa chúng ta? Con trùm sư tử luôn, mà chúng ta phải cảnh giác tỉnh nức. Đó là con sư tử nào? Satan, đúng rồi. Ngày hôm nay Satan chính là sư tử gống rình mò chung quanh anh em, chờ đợi người nào nó có thể nuốt được. Và chúng ta thấy rằng Satan nó có cả một bầy quỷ của nó rình mò ngay cửa sổ, rình mò chung quanh Đa-nhiên để chờ đợi coi cái gì mình có thể cắn nuốt, tấn công, hủy diệt nó. Đúng không? Cho nên chúng ta phải nhớ rằng có con sư tử ống như vậy, nó rình mò nha, mà chúng ta không có cẩn thận cái gì, chúng ta sẽ bị rơi vào trong móng vuốt của nó, chứ không phải là chuyện đùa được. Nhưng mà có một điểm mà chúng ta nhớ rằng đó, bây giờ sư tử phải không? Chúng ta biết rằng đó, sư tử trong cái bối cảnh mà về động vật của cái xứ Do Thái hay là cái vùng Phi Châu đó, nói chung nó là cái vùng thuộc về Tây Á, ở phía trên của lục địa Phi Châu, cho nên con sư tử là được coi như là vua của tất cả các loài thú. Chúng ta phải nhớ như vậy, sư tử là vua của các loài thú. Nhiều khi ở Âu Á Châu của mình đó, thì mình nói mình có sư tử cho nên mình là con cọp. Nhưng mà
trong cái bối cảnh đó thì con sư tử được coi như là vua. Nhưng mà chúng ta biết rằng sư tử cũng có nhiều loại. Ông bà chị em có coi phim hoạt hình vua sư tử không? Lion King ấy. Có một cái con sư tử chính danh, nhưng mà có cái con sư tử chú thì nó muốn lật đổ con sư tử chính danh, đúng không? Nó âm mưu, nó tìm đủ mọi cách để mà nó lật đổ, để nó chiếm lĩnh cái vị trí đứng đầu, muốn lên đứng đầu quốc gia, đứng đầu đối với cái lãnh địa của các bầy thú mà. Rồi tấn công luôn con của con sư tử chính danh nữa, có phải không? Cho nên nhưng mà cuối cùng rồi sư tử nào thắng? Chúng ta thấy rằng cái con sư tử cha đó thì cuối cùng thì nó bị, nó cũng thiệt ra nó không phải bị con sư tử kia giết, nhưng mà bởi một cái âm mưu độc ác, khi nó bảo vệ và giải cứu cho con của nó thì nó đã phải hy sinh, đúng không? Con sư tử cha mà chính danh đã hy sinh rồi, con sư tử con cũng phải lưu lạc, nhưng mà sau cùng nó lại dấy lên, bởi vì nó là con sư tử con của con sư tử chính danh. Cho nên cuối cùng rồi đó, thì cái con sư tử mà gian ác đó là phải bị chết. Nó không có chính danh, nó chỉ là muốn tiếm vị thôi, đầy những âm mưu độc ác thôi. Và chúng ta biết rằng ngày hôm nay có con sư tử ống rình mò chung quanh anh em là Satan và đạo quân quỷ dữ của nó. Nhưng mà chúng ta là có một con sư tử chính danh. Đó là sư tử nào? Sư tử của chi phái Juda. Mà chúng ta là những sư tử con. Chúng ta hãy xem ở trong Sáng Thế Ký đoạn 49 để chúng ta thấy. Khải Huyền đoạn 5 câu 5. Tôi nhắc để ai muốn ghi chú thì ghi. Đoạn 5 câu 5 thì nói với chúng ta rằng Chúa Giê-xu chính là sư tử của chi phái Juda. Cho nên chúng ta biết rằng Ngài là vua trên muôn vua và chúa trên muôn chúa. Ngài là sư tử tối cao và sư tử chính danh. Và bây giờ chúng ta là ai trong cái mối liên hệ với chính Ngài? Ở trong Sáng Thế Ký đoạn 49 nói như thế này. Chúng ta hãy xem Sáng Thế Ký 49 câu số 9. Juda là một sư tử tơ. Hỡi con bắt được mồi rồi tha về. Nó sụm gối nằm khác nào sư tử đực. Như sư tử cái, há ai dám khiến ngồi lên. Ở đây là một cái lời tiên tri nói với chúng ta về hậu tự ra từ Juda, nhưng mà luôn cả chi phái Juda. Thì chúng ta biết rằng đó, Juda là một sư tử tơ. Và khi nó bắt được mồi và tha về, nó nằm xuống, nó nghĩ nó như con sư tử đực ha. Như con sư tử cái, ai dám khiến nó ngồi lên? Không có cái con gì mà làm cho nó phải rúng động, nó phải đứng lên đối phó gì không có. An vị, không ai mà dám đụng tới con sư tử và làm cho nó phải sợ hãi cả. Cho nên chúng ta phải nhớ rằng đó, chúng ta cũng là sư tử, những sư tử con. Chúng ta hãy xem ở trong sách Dân Số Ký 23 và 24. Dân Số Ký đoạn 23. Đoạn 23, chúng ta hãy xem trong câu số 23 và 24, 23 phần B. Vì đến kỳ định sẽ nói về Jacob và Israel rằng, Jacob và Israel, Jacob là một cái tên khác của Israel, tức là những người được cứu, là dân sự của Đức Chúa Trời, cho nên dân thánh ngày xưa được gọi là dân Israel. Và chúng ta hội thánh của Chúa trong thời đại Tân Ước, chúng ta là những Israel thuộc linh. Cho nên đây nó chỉ về dân sự ra từ Đức Chúa Trời. Câu 24 nói như thế này: kìa một thứ dân hưng lên như sư tử cái và vượt lên khác nào sư tử đực, chỉ khi nào đã xé được mồi mới nằm xuống. Rồi đoạn 24, chúng ta hãy xem câu số 9: người sụm xuống nằm như sư tử đực, khác nào sư tử cái, ai dễ khiến ngồi lên? Phước cho kẻ nào chúc phước ngươi, rủa xả kẻ nào rủa xả ngươi. Ôi, và chúng ta thấy được một điều là không ai đụng được tới, bởi vì chúng ta là dân Israel, là sư tử tơ, sư tử con thuộc về sư tử của chi phái Juda. Và những cái gì mà chúng ta có được trong cái sự dũng mãnh của mình á, giống như sách Châm Ngôn đoạn 28 câu số 1 nói rằng kẻ công bình sẽ dũng mãnh như sư tử. Cho nên chúng ta thuộc về Chúa, được xưng công bình bởi Ngài, là dân sự của Ngài, chúng ta dũng mãnh, có cái sức mạnh như sư tử vậy. Và nếu Chúa là sư tử đực,
nằm xuống, sư tử cái nằm xuống và không có một cái thế lực, cái con gì làm cho nó phải đứng lên, thì chúng ta cũng hưởng được cùng một cái điều như vậy. Và ai chúc phước cho những người của Đức Chúa Trời sẽ được phước, mà ai hủa xả nó thì sẽ bị hủa xả. Cho nên chúng ta thấy cuối cùng á, khi mà vua Darius đã thấy được Đức Chúa Trời giải cứu Daniel ra khỏi hang sư tử rồi đó, Đức Chúa Trời, xin lỗi, vua Darius biết âm mưu của những quan thượng thơ và các quan trấn thủ, và ông đã ra lệnh bắt họ luôn với gia đình nữa. Đặc biệt là có lẽ là mấy quan thượng thư đó, không biết là có mấy ông quan trấn thủ hay không, nhưng mà bắt gia đình của họ luôn, đem tới hang sư tử, và trong khi thả xuống mới có chút thôi, chưa xuống tới tận dưới đáy nữa, là sư tử đói mồi nó đã phóng lên và nó bồ nuốt cắn xé đối với những người bị. Điều này nó chứng tỏ cho chúng ta thấy những con sư tử mà lúc bỏ Daniel vào không phải là mấy con sư tử ăn no rồi cho nên thôi giờ nó không thèm ăn thịt Daniel. Không có. Chúa bịt mồm sư tử. Và chúng ta nhớ rằng Samson cũng là một người mà khi được đầy dẫy thần của Đức Chúa Trời thì ông cũng đã giết sư tử. Rồi chúng ta nhớ đến David cũng đã giết những con sư tử. Phao-lô trong thơ Timôthê thứ nhì đoạn 4 và lúc cuối đời của ông đó, thì ông nói về Nero, hoàng đế của La Mã lúc bấy giờ mà ông phải bị bắt giải tội đến thành La Mã, và tại đó ông đã bị kết án đó. Cuối cùng ông bị chém đầu theo truyền thuyết đó. Thì ông đã nói khi mà ông bị bắt tù như vậy thì Chúa đã giải cứu ông ra khỏi mồm của sư tử. Đức Chúa Trời bảo vệ. Nó có nhiều sư tử rình mò, nhưng đừng có sợ, bởi vì chúng ta là sư tử thuộc về chi phái Giuđa, thuộc về sư tử của chi phái Giuđa. Chúng ta dũng mạnh. Hỏi quý bạn chị em, tôi muốn kết luận ở đây để nói với chúng ta làm sao, đâu là cái chìa khóa để chúng ta đạt đến một cái đời sống đắc thắng một cách vững chắc và làm vinh hiển Chúa như vậy. Darius đã thấy được điều đó và ông đã phải hạ mình xuống mà tôn vinh Đức Chúa Trời là Đức Giê-hô-va của Daniel và không cho phép ai được xúc phạm đấy. Và cuối cùng của đoạn 6 ghi lại cho chúng ta rằng Daniel vẫn cứ được hưng vượng như vậy trong triều đại của Darius rồi đến triều đại của Ba Tư là vua Siêu luôn. Điều đó cho chúng ta thấy rằng đó, Nebuchadnezzar trước đó thì đã phải bị Đức Chúa Trời xử phạt. Rồi chúng ta thấy bên sắc xa cũng bị Đức Chúa Trời xử phạt. Nhưng mà Darius thì không. Bởi vì ông đã biết chúc phước cho những người thuộc về Đức Chúa Trời. Cho nên Đức Chúa Trời ban phước cho người đó. Còn nếu ai rủa xả người của Đức Chúa Trời, họ sẽ bị rủa xả. Chúng ta hãy tin cậy vào Đức Chúa Trời. Và bây giờ cái chìa khóa cho chúng ta để đạt đến một đời sống đắc thắng đó là gì? Khải Huyền đoạn 19. Kính mời Thánh Đồng đứng lên và chúng ta cùng nhau cầu nguyện. Trong câu số 11, đoạn 19 câu 11, bây giờ tôi thấy trời mở ra và có một con ngựa bạch hiện ra. Đấng cởi ngựa ấy gọi là đấng trung tín và chân thật. Ngài lấy lẽ công bình mà xét đoán và chiến đấu. Hỡi quý bạn chị em, Chúa Giê-xu của chúng ta được xưng danh là đấng trung tín và chân thật, là lẽ thật. Và Ngài là đấng trung tín, và Chúa dạy chúng ta cũng phải trung tín. Chúng ta nói đến đời sống đức tin của mình. Đức tin có nghĩa là sự trung tín. Và trung tín trong mọi hoàn cảnh đó là cả một tiến trình chúng ta bước đi với Chúa, chứ không phải là đột xuất. Nó dấy lên một đức tin mạnh mẽ qua một cái biến cố, qua một kỳ hội đồng. Không. Nó là một đời sống bước đi theo Chúa của chúng ta là đấng trung tín và chân thật. Chúng ta sẽ có sự dũng mãnh để chiến đấu và đắc thắng. Chúng ta cầu nguyện. Hãy ngợi khen Chúa và tạ ơn Đức Chúa Trời, và hãy hướng đôi mắt của mình về Chúa. Hỡi quý anh chị em, hãy trông cậy nơi Ngài. Xin Chúa mở mắt con để con có thể nhìn thấy sự hiện diện vinh hiển của chính Ngài. Ngài là vua của chi phái Giuđa, Ngài là sư tử dũng mãnh. Không có bất cứ một con sư tử nào nó có thể làm hại chúng con được, vì chúng con là sư tử tơ thuộc về chi phái Giuđa. Hỡi Chúa, xin hãy mở mắt chúng con để nhìn thấy sự hiện diện chủ tể của Đức Chúa Trời trong mọi hoàn cảnh. Đức Chúa Trời vẫn còn đang cầm quyền kiểm soát tể trị mọi sự, cho dù nó ra sao, sự này bởi Đức Chúa Trời mà đến. Và Ngài có các chủ đích. Chúa ơi, xin cho chúng con tỉnh thức dò biết được đường lối của Chúa, ý chỉ của Chúa là như thế nào, và ý muốn của Ngài cho chúng con phải làm gì trong những hoàn cảnh này. Hãy giúp chúng con để chúng con biết đóng cửa như thế nào đối với sư tử rình mò chung quanh chúng con.
Chúng con cũng, Chúa ơi, biết cẩn trọng để chúng con không phải đi ra để mà giết hại đối với những con người chỉ là nạn nhân, chỉ là những kẻ bị mà mắt, những kẻ bị dẫn dụ và lừa dối. Họ cũng là những người, ôi Chúa, là công dân trong cùng một đất nước mà chúng con đang sinh sống. Chúng con vẫn có trách nhiệm đối với những người này. Họ giống như là anh em chị em mà chúng con phải cầu nguyện cho họ. Cho, xin Chúa cho chúng con có lòng thương xót. Và Chúa ơi, chúng con cũng xin Ngài giúp cho chúng con để luôn mở cửa sổ mình về Jerusalem. Nhiều nhà thờ vẫn còn bị đóng cửa. Hội thánh của Chúa không thể nhóm hiệp lại. Và công việc của Chúa bị ngưng trệ. Ôi Chúa, không phải là chính chúng con cần được một sự bảo vệ, giải cứu của Ngài thôi, mà còn bao nhiêu những con người chung quanh chúng con mà chúng con ngày hôm nay bị bịt miệng và không có cơ hội để giảng tin lành. Xin Chúa Ngài giúp đỡ cho chúng con. Nếu hội thánh bị đóng cửa, làm sao người ta có thể đến nhà thờ, họ có thể đến hội thánh. Và xin Ngài giúp cho chúng con để không phải vì cái đó mà chúng con cũng thúc thủ bó tay, nhưng mà chúng con cũng bắt lấy từng cơ hội của Chúa để chúng con có thể đi ra bày tỏ danh của Chúa cho tất cả mọi người. Và Chúa ơi, rao truyền sự cứu rỗi của Chúa, vì ngày của Chúa gần rồi. Nhân danh Chúa Giêsu Christ, chúng con xin Ngài cho chúng con trở thành những con sư tử tơ bước đi theo sư tử của chi phái Giu-đa một cách trung tín. Ngài ban cho chúng con có thần lẽ thật để chúng con khôn ngoan giữa một cái thời kỳ vàng thao lẫn lộn. Và Chúa ơi, ma quỷ đang dấy lên, đặc biệt là với cái chiêu thức của nó là sự lừa dối. Nó đã làm cho vàng thao lẫn lộn, khiến cho nhiều người không còn biết đâu là thật, đâu là giả. Và dẫn dụ biết bao nhiêu con người đi trong đường lối của nó. Xin hãy giúp cho chúng con biết cái thế lực nào đang hành động như vậy, chống nghịch lại đối với luật pháp của Đức Chúa Trời, chống nghịch lại đối với danh của Ngài, chống nghịch lại đối với lời của Đức Chúa Trời, chống nghịch lại đối với nền tảng mà Đức Chúa Trời đã thiết lập để xây dựng nên đất nước này. Và Chúa, xin hãy giúp cho chúng con khôn ngoan và sáng suốt nhìn vấn đề cho đúng. Và chúng con biết rằng khi mắt của chúng con ngưỡng vọng nơi Ngài, Ngài sẽ soi sáng cho chúng con, soi sáng đôi mắt lòng của chúng con để chúng con có thể nhận diện ra. Và lại Chúa, xin cứu chúng con để rồi chúng con không vì có những quyền lợi tạm bợ mà chúng con trở thành nô lệ của những thế lực đời này. Chúa ơi, xin hãy giúp cho chúng con để không phải vì có chúng con đã có được một cái vị trí nào đó và đang hưởng lợi ở đây, thôi chiều theo đi để có thể giữ được những cái lợi lộc đó, mà chúng con mất đi cái lợi lớn, cái lợi quan trọng có giá trị lớn lao vô cùng và đầy vinh hiển là những cái món lợi của Đấng Christ, là những cái món lợi của ân điển Đức Chúa Trời dành cho những người trung tín. Nguyện Chúa thương xót ban ơn của Ngài, lời của Chúa buổi sáng hôm nay hành động cách có quyền trong chúng con và ban ánh sáng thiên thượng của Ngài để hướng dẫn chúng con. Chúng con sẽ là những Daniel của thời đại này. Xin Chúa ban ơn cho hết thảy chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa và cầu nguyện dân danh Thánh Chúa Giêsu Christ. Amen.